Đây, trong hai anh có một, chị lựa đi. Để em coi chị, hình chị coi. Một cô, hai cô, ba cô, bốn cô. Có người này giống bốn chị em quá à. Ủa, bốn người này là bốn chị em hả chị? Con của bạn gì ruột. À, bạn gì ruột, hàng chị thấy mặt cũng giống giống nhau thiệt chứ. Anh mình cũng bạn gì ruột đó, hai anh em bạn gì ruột. Hai anh em bạn gì ruột luôn á, ngàn bên đó đó. Anh cao mét mấy? Anh cao 1m65. Chị cao mét mấy? 80. 1m60, 1m65. Lựa đi. Các cô đầm màu cam quá. Cô đầm màu cam, anh cầm cái hình đó cho em, đợi xíu. Rồi, chị đoán đi. Đây hả? Giữ cái điện thoại đó đi, em mở mà. Không. Sao? Ủa, bà lộn xộn quá. Hôm nay là không. Giờ lấy ông này phải không? Ông này. Rồi, lấy ông đó. Khổ tâm ghê vậy đó. Dạ, xin trước đi ạ. Tôi tên là Trương Văn Sơn. Là 57 tuổi. Dạ. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, quê anh Sơn ở đâu anh Sơn? Quê Quảng Nam. À, mình vào trong này sống lâu chưa anh? Từ năm 80 tới nay. Còn nhà cửa ngoài không anh? Không. Dạ, trong này anh ở quận mấy? Ở quận Tân Phú. Tân Phú. Dạ, rồi hiện tại anh còn đi làm không hay là nghỉ hưu rồi? Nghỉ hưu rồi. Trước đây anh làm gì? Trước đây mình làm đủ nghề, nghề chính là nghề mai, đào tạo thợ mai. À, lỡ là mình làm tư nhân hay là công làm ty? Tư nhân em. Em chào chị. À, chị giới thiệu về mình đi ạ. Chào các chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào anh Nam bên kia, mình tên là Nguyệt. Mình ở Đức Hòa, Long An. À, chị Nguyệt năm nay bao nhiêu tuổi? Mình năm nay 50 tuổi. Chị Nguyệt đã làm công việc gì? Mình bây giờ hiện mình ở nhà nội trợ. À, là cũng nghỉ hưu luôn rồi đó. Trước đây chị có làm công việc gì bên ngoài không? Mình buôn bán, mình chăn nuôi. Quê gốc của mình là Long An luôn hay ở đâu? Đất mình Long An luôn. Điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Cái gì mình cũng biết làm. Dạ. Điểm yếu của mình thì mình hay lo bao đồng. Lo bao đồng là sao? Cái chuyện gì có ai nhờ mình là mình cũng đều hăng hái mình lo hết. Cái đó gọi là nhiệt tình chứ. Những cái mình lo nó không có người ta không có đáp lại. Mà hiện giờ chị biết nó là yếu điểm của chị mà chị đã rút kinh nghiệm được chưa? Được chứ. Là bây giờ ai tại nhờ không làm nữa hả chị? Cái chuyện gì mình đáng làm mình làm chứ không phải như hồi xưa nữa. Mà hồi nãy chị nói là cái gì chị cũng làm được. Chị điểm qua những cái công việc mà chị đã từng làm cho em. Ví dụ ở nhà mình chăn nuôi, buôn bán. Dạ. Buôn bán gì vậy chị? Mình bán thức ăn thôi. Thức ăn gia súc là hiện tại giờ mình vẫn đang còn bán. Mình là kiểu đại lý bán lẻ hay là bán cho đại lý hay là đại lý mình bán cho trại. Mình chăn nuôi là mình nuôi con gì? Mình nuôi con heo. Nuôi heo giờ còn nuôi không chị? Năm nay dịch bệnh á, bệnh năm rồi tới năm nay mình cũng ngưng. Để mình nuôi luôn rồi. Ngưng. Hồi xưa là nuôi chị đích thân nuôi luôn hay là đích thân nuôi? Mình nuôi rất là nhiều. Bây giờ thí dụ như hồi đó là mình nuôi 1.000 con đi thì giờ mình nuôi chừng vài chục con chơi thôi. Nhưng mà hồi xưa là nuôi để bán thôi, để bán phải không chị ha? Ngoài chăn heo rồi buôn bán cái gì nữa nè? Nói chung là cái gì mà đàn ông làm được là mình làm được á. Ghê. Để coi nha. Vì chứ em biết có cái đàn ông làm được mà chị làm không được. Tại vì mình không phải là đàn ông. Dạ đúng rồi. Dạ, thế còn anh thì sao ạ? Thì nói cũng như bạn gái bên đó thì cái gì làm cũng được. Bên đây mình cũng vậy. À, cái gì làm cũng được hết. À, chỉ ngoại trừ cái là sanh con mình sanh không được thôi. Đó, chà, cặp đôi này mình mà ra ghép với nhau ai chịu đời cho nổi, cái gì cũng làm được hết. Nhưng mà mình có điểm yếu gì không? Ai đụng chạm tới mình là mình tự ái. Ví dụ như một cái câu chuyện gì đó mà anh đã từng tự ái gần đây nhất. Mình ly dị cũng chính về chuyện đó. Dạ. Ví dụ như vợ mình hồi trước bà cũ rồi xúc phạm với mẹ mình. Là mình được cái rụp là mình làm luôn. Chứ không chuyện vợ chồng có thể là mình trao đổi nhau này nọ, mình qua lại có qua có lại. Dạ. Chứ còn chuyện người lớn là dứt khoát. À, không được đúng. Dạ. Nhân tiện anh đã hỏi thì em sẽ hỏi cụ thể luôn về cái đường tình duyên của mình. Thế là chị với ảnh là mình sống với nhau vợ chồng được bao nhiêu năm? Thì cũng hai mặt con là mất đứa. Rồi giờ này thì tôi đang nuôi cháu 15 tuổi. Cháu trai hay cháu gái? Cháu trai. Cái nguyên nhân chính theo anh nghĩ nó là cái vấn đề gì? Mà trong khi hai mặt con với nhau cả chục năm mà không hàn gắn được. Cái chính là như vậy. Tại vì người ta đã không tôn trọng cha mẹ mình. Tất nhiên là người ta đã coi mình là không ra gì rồi. Tất nhiên là mình thấy cái cuộc hôn nhân là phải chấm dứt. Nhưng mà cái sự mâu thuẫn đó giữa con dâu với mẹ chồng đi ha. Đúng. Là nó bắt đầu từ lúc nào? Thì nó cũng dai dẳng cũng lâu rồi mà tới cái giai đoạn đó là kiểu như là nước tràn bờ rồi đấy. Cụ thể nó là công việc như thế nào? Cụ thể thì tôi đang ngồi đút cơm cho mẹ tôi ăn. Cô ta đập chén đập ly rồi nói những lời không hay. Nguyên nhân tại sao cổ lại làm vậy? Trong khi nếu mà anh đã dùng từ là đút cơm cho mẹ, có nghĩa là mẹ là đã cũng rất là lớn tuổi rồi. Mẹ 84 tuổi rồi. 84 thì già rồi thì... Tại vì cái chuyện mẹ mình là mình nuôi. Dạ, mình không có nhờ con dâu. Dạ. Tại vì, mình không nhờ con dâu nó phiền phức tội. Thì mà như vậy cũng có chuyện nó xảy ra mình buồn.
Dạ. Và chuyện từ đó là mình dứt khoát luôn. Nhưng trước đó thì hai vợ chồng có trao đổi với nhau chưa? Cũng không trao đổi gì nhiều, vì mình chuyện mẹ mình nuôi thôi chứ cũng. Nhưng mà anh có nói với vợ anh là tại em ơi là đây mẹ anh phải dạy mấy kia phải nọ. Nói chung là vợ chồng mình không được ngọt ngào như vậy. Em ơi là nó không được ngọt ngào lắm. Có trận cãi vã nào giữa mẹ anh với cổ không, lúc mẹ anh còn trẻ? Không. Chứ tự nhiên phải có cái lý do chứ, làm sao mà lất lấy nhau về là ở với mẹ suốt một thời gian dài luôn, đúng không ạ? Không, vợ chồng ra riêng. Lúc đó mẹ bệnh hay sao mà bây giờ mẹ già rồi thì mình đem về mình nuôi. Dạ, là đem mẹ về được bao lâu anh? Tôi đem về cũng gần cả năm. Đón mẹ về rồi thì mới ly hôn. Đúng. Nhưng mà khi đem mẹ về thì hai vợ chồng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi là mình phải phụng dưỡng mẹ không, mà tại vì mình theo mình biết thì cô ta không muốn, nhưng mình quyết tâm. Nhưng mà anh có bàn với vợ anh không? Cũng là do anh nữa. Mình tại vì đó mình phải quyết chứ. Phải quyết, nhưng anh cũng phải bàn với vợ chứ. Mẹ mình là tại vì mình có bàn rồi không được, mình biết. Người ta không. Anh có bàn không? Hay là anh đoán không, là bàn mà không được? Đó là tại anh nghĩ thôi chứ làm sao anh biết. Thì nói không lẽ giờ nói em bây giờ mẹ già rồi, giờ mình đón mẹ về nuôi, chẳng lẽ cổ nói không? Em là người rất là công tâm, em là đương nhiên báo hiếu là phải trên hàng đầu. Ba mẹ là chỉ có một thôi, là nhưng mà nói chung mình sống với người bạn đời của mình, vợ chồng đầu ấp tay gối có nhau thì mình phải nói với nhau một câu chứ anh. Ly thân đã lâu rồi sau đó mới ly. Ly thân bao lâu rồi anh? 5-6 năm mà. Nếu vậy thì đâu phải nguyên nhân ly dị do mẹ anh đâu. Thì đó, ly thân trước đó là chuyện hai vợ chồng, lúc đó đâu có ở chung với mẹ đâu, đổ thừa cho mẹ. Lúc mà ly thân nhau nhưng vẫn ở trong nhà, phòng ai nấy ở. Nhà. Rồi vậy thì quay lại chút xíu nữa, vậy lý do tại sao ly thân? Giờ nói ra thì nó xấu, với nhau nó kỳ quá. Kỳ không? Đâu có gì đâu kỳ, đây là mình để rút kinh nghiệm, với lại là để cho cái người đối phương hay là những người nào mà người ta muốn đến với anh thì người ta cũng hiểu rõ cái hoàn cảnh của anh, để phù hợp thì người ta mới tới được. Thì vợ chồng với nhau thì nói chung tính tham lam và lòng ích kỷ. Trong thời gian làm thì quá trình cô ta làm ra tiền hơi nhiều hơn mình. Là trước đây thì mình đứng tên nhà cửa cho ba mẹ, tại vì mình là con trai lớn. Sau ba mẹ mình bán nhà, cô ta không chịu ký. Nhà đó là nhà của ba mẹ anh. Nhà của ba mẹ. Thì khi bán thì cô không ký. Rồi giải quyết sao, rồi cuối cùng có bán được không? Phải chấp nhận là đổi nhà tôi, rồi mình qua lấy nhà của ba mẹ bù chút. Rồi nhưng mà con cái gì của ép đấy, của ép và bắt là. Rồi con cái thì có ý kiến gì trong câu chuyện nhỏ, của ba mẹ không? Còn nhỏ. Chính thức ly hôn đến nay bao lâu rồi? 3 năm. Thì bây giờ anh vẫn ở sống với con và với bà. Mẹ thì cuối cùng mình sợ mẹ buồn, mình phải nói chị hai đón mẹ về. Là hiện giờ mẹ vẫn ở với chị chứ anh chưa có rước về lại nữa. Đúng rồi. Thật ra thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh vậy. Tường thì cũng không có dám nhận xét hay là khi, tại vì Tường đâu biết gì rõ đâu. Tường nghĩ rằng vậy nè, hai vợ chồng sống với nhau một thời gian đã dài rồi mà mình bất đồng với nhau, mình chia sẻ với nhau thì mọi thứ mình phải chia sẻ ngay từ đầu chứ, để mà mỗi người có những cái nỗi niềm ở trong lòng thì cũng khó sống được chung với nhau. Nhưng mà bây giờ đứa con á, là nó biết hôm nay anh tham gia chương trình không? Không. Rồi ví dụ nó biết là nó có ý kiến gì không? Chắc không đâu. Tại vì con tôi thì tôi hướng nó đi một cái hướng đi, nó cho nó tự lập. Mỗi lần mà vợ chồng cãi nhau thì bà cứ kêu con ra mà chứng kiến. Mà tôi thì tôi rất không muốn chuyện đó. Thì giờ này mình cũng nói từ từ cho nó hiểu. Nhưng mà em tức quá, anh cho em một ý kiến nha. Anh nè, như em thấy anh là có vẻ hơi gia trưởng đúng không? Không gia trưởng. Không gia trưởng tại sao? Những thành viên sống chung trong nhà mà anh làm gì anh không kể cho người ta, không bàn với người ta, không kể cho người ta nghe. Vợ anh ok thôi, giờ anh nói ly thân rồi, em bàn với vợ con anh, giờ sống có hai cha con trong nhà. Thế sao anh đi kiếm vợ anh không nói cho con anh nghe trước? Con bữa nay ba đi tham gia chương trình của cô Cát Tường á nha, chương trình này ba đi tìm bạn á nha, thử coi con mình nói gì. Anh toàn là đoán không à. Ủa nãy giờ em nói vậy chị thấy hợp ý không chị? Hợp. Rồi vậy tới quan điểm của chị thì chị thấy quan điểm của chị, tại vì chị dễ lắm, tại vì chị sống với ông xã chị thì ông xã chị mất bao lâu? 18 năm rồi. Mất 18 năm. Sao chị có một người bạn nữa mà người bạn đó không có hợp. Bạn đó cũng hơi gia trưởng, rồi cũng hơi trùm sò nữa. Nên nếu mà bản thân chị thì nếu mà nói gì kinh doanh mà trùm sò thì nó. Rồi giờ từng câu chuyện một nha, cho em khai thác hai câu chuyện. Bây giờ chị với chồng chị á, là ảnh bị sao mất chị? Bị bệnh. Mà mình có cháu nào với nhau không? Có tay con cho em, mình đăng ký cho mình. Con đăng ký, con trai hay con gái? Con trai. Năm nay cháu nhiêu tuổi? 27 tuổi, mình có cháu nội rồi. 27 tuổi có cháu nội rồi luôn. Là một cháu một đó thôi. Bao nhiêu lâu sau thì chị mới có một cái người bạn? Cũng mấy năm ạ. Mấy năm sau. Lúc đó con mình mấy tuổi? Cái lúc mà chị có bạn là con mình mấy tuổi? Con chị chắc 11 tuổi rồi. Cháu có phản ứng gì không? Không, tại vì nó đi nước ngoài. Nó cũng nói thôi mẹ ấy đi, tại vì lúc đó mình té xe.
rồi người ta lo cho mình. Nhưng mà mười mấy năm không lẽ ngoài cái ông bạn chùm đó rồi chị không kiếm được một người nào để mà mình tiến tới bạn? Thì thiếu gì mà điều mình đâu có. Mình thì nó rõ ràng, bạn thì bạn, còn bây giờ chồng là chồng, còn bạn là phải bạn. Bây giờ chị muốn lấy chồng không? Bây giờ muốn kiếm một người để đi du lịch. Dạ, muốn kiếm một người để coi như là sống với nhau cái tuổi già hữu hỷ, giống như là người bạn với nhau, chăm sóc nhau đúng không? Đúng. Con đồng ý phải không? Con đăng ký cho mình đúng không? Đúng. Mình sẵn sàng đúng không? Mình sẵn sàng. Rồi, vậy là được. Anh là vẫn còn nặng con một chút xíu đúng không? Đúng rồi, còn mấy năm nữa. Rồi, còn mấy năm nữa ha. Mấy năm nữa. Nhưng mà giờ thí dụ anh có còn muốn đẻ con nữa không? Nếu được thì tốt. Rồi, giờ quay lại với chị có muốn đẻ nữa không? Cái gì vậy? Chị lắc đầu lia lịa vậy. Sao vậy? À, nói chung là chị từ nào chị không có thích con. À, hả? Không thích con là sao? Con ngồi dưới mà chị la đầu giờ chị không thích con. Tại vì buộc là mình phụ nữ là mình phải có con mà một đứa rồi thôi được rồi. Mày bây giờ mình già rồi. Còn đứa mà... Còn trứng không? Còn trứng là mình. Còn không? Không. Thiệt hả? Thiệt. Tiền mắng kinh rồi hả? Hả? Thiệt. Cái gì mới 50 tuổi mà mãn hồi lâu. Có nhiều người 50 mấy tuổi vẫn còn đẻ. Tại chị nói chứ khi mà ông xã chị mất hồi chị có 31 tuổi thì nó 33 tuổi là chị đã hết kinh. Ồ vậy hả chị? À, nó bị giấy, nó bị rối loạn. À, chị có đi khám bệnh định kỳ rồi được không? Giờ khỏe mạnh không? Có bị mỡ trong máu, tim gan, phèo phổi, huyết áp gì không? Là phải tốt đàng hoàng chứ trời. Tốt hết không? Sống phải hưởng thụ chứ. Có nghĩa là khỏe phải không? Đúng rồi. Chỉ có hết trứng thôi phải không? Đúng rồi. Các từ ép quá. Không có, phải hỏi chứ anh. Tại vì để cho rõ bây giờ chị là không vướng bận gì nữa hết á. Chị chỉ cần kiếm cái người để mà chia sẻ những cái gì đó nó buồn vui trong cuộc sống nhẹ nhàng rồi ở đây có thể nay đây mai đó cũng được, còn không ai ở đâu cũng được, nhưng mà nó nhẹ nhàng cuộc sống, không phải lo toan này kia nữa. Anh thì nói chung là thật ra con 15 tuổi thì cũng nhẹ rồi, cũng ý thức được hết rồi. Nói chung là ráng cho trách nhiệm, giống như cho Việt Nam mình thì 18 là trưởng thành thì cũng ráng thêm vài ba năm nữa. Mà ủa anh cũng nghỉ hưu rồi mà. Nghỉ hưu. Rồi giờ thu nhập chính của anh là thu nhập ở từ đâu để chăm lo trong gia đình? Cho thêm một phần. À, cho thêm một phần. Vậy thì cũng nhàn rồi. Nghĩa là anh chẳng qua là bận đây là có nghĩa là mình phải quản thúc đúng con rồi. Cái thôi. Tại vì vừa nó đón chưa... cháu thời gian để đó, nó chưa thành niên đó, thêm vài năm nữa ha. Nhưng bây giờ là nguyện vọng anh muốn tìm một cái người bạn đời như thế nào? Tìm một người biết lo lắng cho nhau. Giờ này chủ yếu là cái lo có tuổi già. Yeah. Thì cổ cũng 50-51 rồi, mình cũng gần 60 rồi. Bây giờ cổ không muốn đẻ nữa đó. Thì chuyện đó thì không sao, tại vì hai bên là cũng có con trai. Đúng rồi. Đúng rồi, rồi hợp lý. Đây, trong hai anh là có một, chị lựa đi. Để em coi chị hình chị coi. Một cô, hai cô, ba cô, bốn cô. Bốn người này giống bốn chị em quá à. Bốn người này là bốn chị em hả chị? Con của bạn dì ruột. À, bạn dì ruột. Hèn chi thấy mặt cũng giống giống nhau thiệt chứ. Anh mình cũng bạn dì ruột đó, hai anh em bạn dì ruột. Hai anh em bạn dì ruột luôn á, ngàn bên đó đó. Anh cao mét mấy? Anh cao 1m65. Chị cao mét mấy? 60. 1m60, 1m65. Lựa đi. Chắc cô đầm màu cam quá. Cô đầm màu cam, anh cầm cái hình đó cho em, đợi xíu. Rồi, chị đoán đi. Đây hả? Giữ cái điện thoại đó đi, em mở mà. Không. Sao? Ủa, bà lộn xộn quá. Hôm nay không. Giờ lấy ông này phải không? Ông này. Rồi, lấy ông đó. Khổ tâm ghê vậy đó. Dạ, xin mời. Đúng, dạ. Chào em. Đúng, mở ra đầu tiên, đúng liền. Vậy là mình cũng đúng. Đúng rồi, dạ. Mém xíu thì gã lộn rồi đó. Và tới đây chương trình này anh có lãng hoa tặng em. Rồi, mời hai anh chị ngồi xuống đi ạ. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của anh là như thế nào? Thấy gương mặt của em ấy phúc hậu. Phải chi nãy giờ anh thấy chị cười, đó, cười nữa. Không, tôi cũng vui lắm, tôi hay cười cũng téo lắm. Dạ, em thấy chị này là vui á, em thấy là vui nhà, vui cửa rồi đó. Ủa mà nhà mình hiện giờ là có trồng triết cái gì, ăn trái, ăn đồ gì không chị? Có trồng mà ít à. Nhà phố hay là nhà quê rộng rãi? Chị đang ở quê á, nhà rộng lắm. Nhà rộng ở sao cho hết? Mới có nhà chị chỉ chừng 2,000 mét. Là xây cái nhà hả hay là không, cái khung xây đất, cái nhà đất á, xây đó. Cái nhà thì bữa tôn nhà chắc 300 mấy. Dạ, là giờ ở hai mẹ con thôi đó. Hai cái nhà gần nhau, con ở cái, mẹ ở cái. Mà mẹ ở một mình. Ừ. Rồi, hiểu rồi. Thôi được rồi, để cho hai anh chị ấy tự tìm hiểu nhau đi.
mình ngồi đây dư thừa quá. Mời anh chị thưởng thức một chút món ăn nha. Em mời anh chị ha, sẽ thưởng thức nhâm nhi một bữa trưa cùng nhau. Và hai người tâm sự với nhau, tìm hiểu nhau. Ít phút nữa em sẽ quay trở lại nha. Chúc hai anh chị ngon miệng. Tự nhiên nha anh, hỏi gì hỏi đi nha. Em thấy anh sao? Thấy anh cũng hiền. Mà điều nói chung là nãy giờ em ngồi bên đây mà em nghe cái hoàn cảnh của anh á, thì em cũng không biết như thế nào. Tại vì khi mà anh đăng ký, cái thứ nhất anh không có nói với con anh. Rồi cái thứ hai á, thì anh còn dướng mẹ anh rồi này kia. Mà cái chuyện đó em cũng không có quan trọng lắm. Tại em thì cha mẹ mất sớm lắm. Nói chung thì con anh thì nãy nói như Cát Tường á, anh không thông báo với nó thì cũng có lý do. Thì muốn như nó để cho nó tập trung nó học, không có suy nghĩ. Thì trước khi đi về cũng vậy. Như con em khi mà nó chưa có gia đình á, thì nó không bao giờ nó muốn cho em bước thêm một bước nữa. Còn khi nó có gia đình rồi á, thì nó mới biết thông cảm được vấn đề đó, nên nó hiểu được vấn đề đó. Nên tại sao mẹ em ở tới bây giờ này, nó là vấn đề của con mà anh biết rồi. Mà về sống chung mà con cái nó không vui á, thì nó cũng không có mấy gì mà để ý. Thì em nói thì con anh cũng giống như vậy đó. Thì nó cũng giờ này nó còn nhỏ, mình không cho nó biết. Giờ mình cứ tự do, rồi mình đi tìm một cái tương lai cho mình. Hôm nay em đi mình, em đi với ai? Em đi với con em. Tại thấy em vậy chứ em cũng còn mê chơi. Mê chơi nữa hả? Mê chơi, em mê đi du lịch lắm. Tại hôm nay mùa dịch chứ không mùa dịch là em... Em đi được những đâu rồi? Đi ở Việt Nam này em đi không có thiếu cái chỗ nào. Còn nước ngoài thì đi không biết bao nhiêu nước rồi. Nói chung là em cũng đi du lịch ghê lắm. Thế còn cuộc sống anh thì giờ này 60 rồi, nhưng quan ở đâu anh sống cũng được. Anh ở thành phố, nhưng anh nghiên cứu rất nhiều về vấn đề chăn nuôi. Cái chăn nuôi này nó cũng bấp bênh lắm anh. Từ nào giờ là em nuôi nó nhiều á. Mà hồi năm rồi á, là heo nó bị dịch á, em phải thu gọn. Em phải thu lại chứ em không dám ra nữa. Không, nếu mà chăn nuôi thì nó tốn nhất là vấn đề thức ăn. Nhưng mình tạo được thức ăn cho nó thì mình có lại. Một mình em làm sao mà tạo thức ăn được? Em là dưới không, hợp đồng với giờ mình lớn rồi mình làm cái đầu chứ em. Mình làm tay chân đó sao mình... không nổi. Cái khả năng của em nó có giới hạn. Một mình em làm phải 10 người ta làm chưa loại em. Thì cái khả năng em trên nữa thì ông em không thể nào em làm nổi. Nên làm tới đó là thôi. Mà bây giờ này em cũng là em giao hết. Em làm đi được mới được. Rồi bây giờ hưởng thụ. Đúng rồi, làm bây giờ hưởng thụ rồi. Hai người này ủng hộ ghê, tình yêu không tính, tính chuyện chăn nuôi chứ gì. Bàn chuyện chăn nuôi làm gì? Bàn cái chuyện mình quen nhau rồi sao mình tìm hiểu bằng cách nào, rồi mình mới mốt mình đi đâu chơi đồ hay gì. Nuôi gì nữa trời ơi, thôi giờ nghỉ làm rồi, đừng bắt ta làm nữa. Ai bắt làm, cái này là mình nói nhau như vậy. Dạ, giờ con, thì... con cái nó làm đi. Mời con trai chỉ vô nha, để hỏi chuyện coi sao nha. Trên hành trình theo đuổi đam mê, tôi chọn cách đối mặt với thử thách bằng năng lượng tích cực. Red Bull năng lượng tích cực, hút tung thách thức. Chào con năm nay nhiêu tuổi? Dạ, con chào chú, con chào cô Cát Tường, chào quý vị khán giả. Con tên Linh, con là con mẹ Nguyệt, thì năm nay con 27 tuổi. Con lấy vợ hồi nào? Dạ, con lấy vợ nay được 3 năm rồi. Con lấy vợ sớm vậy con? Nói chung là cuộc vui nào cũng có điểm dần, thì con thấy 3 năm trước thì con tán điểm dần rồi nên con lấy vợ. Cô tưởng con nói cuộc vui nào rồi cũng tàn chứ. Rồi lấy lúc đó là mình đi nước ngoài về rồi mình lấy hay là mình lấy... Dạ, con đi nước ngoài về xong con mới lấy vợ. Rồi giờ là con làm công việc gì? Hiện tại là con đang làm cho một công ty của nước ngoài. Nhưng mà nãy là mẹ nói con đăng ký cho mẹ tham gia chương trình này. Thì lý do gì mà con đăng ký cho mẹ? Dạ, tại vì giờ mẹ cũng nuôi con đã nửa cuộc đời rồi. Thì bây giờ mẹ ở mình, nên con muốn tìm một người cho mẹ để mẹ có người bầu bạn. Chủ yếu là để mẹ được đi du lịch. Chứ giờ con mắc đi với vợ con chứ con đâu đi với mẹ được đâu, đúng không? Dạ, tại một phần do công việc của con nó cũng khó đi chơi lắm. Con nhận xét chứ làm sao? Dạ, nhận xét thì con không dám nhận xét. Nhưng mà con có một số điều muốn bày với chú là... Thứ nhất là quan điểm giữa chú với mẹ thì có một số quan điểm là nó chưa hợp nhau lắm. Ví dụ cụ thể con. Ví dụ như những vấn đề mà chia sẻ với vợ trước của chú á, thì không chia sẻ như vậy thì con thấy không được. Vậy là con hợp với ý của cô Tường phải không? Dạ đúng rồi. Nãy con ngồi với con cười quá trời luôn. Có nghĩa là mình gì phải chia sẻ với nhau đúng dạ, không đúng con? Dạ đúng rồi, tại vì sống chung nhà mình không chia sẻ vậy á, mà khi mà cái vấn đề nó xảy ra rồi á thì nó sẽ không còn gọi là mình
sống chung nhau nữa mà nó sẽ có một cái khoảng cách. Nhưng mà một cái khoảng cách thì nó gần, nhưng mà 10 cái khoảng cách như vậy thì nó xa. Chú cũng có kinh nghiệm sâu sắc rồi con. Không, con nói chú hiểu. Trong hoàn cảnh hai người một khi nó đã không hòa hợp rồi, khó lắm con. Dạ. Khó nói chuyện với nhau lắm. Còn cái chuyện mình hòa hợp với nhau rồi, mình vui vẻ hàng ngày, rồi mình trao đổi với nhau cơm nước với nhau cùng ăn hàng ngày, thì cái chuyện đó nó dễ dàng đó con, không có gì khó hết. Dạ. À, tại... còn một khi đã chổi rồi thì khó lắm. Không, lúc đầu cô dạ. Tường cũng tưởng như vậy, ta sống mà không chia sẻ, nhưng mà sao cô nghe tại đã ly hôn trước đó nhiều rồi, cho nên thì cái chuyện ở trong nhà mạnh ai mới làm thì cũng chuyện bình thường. Thì trước cái khoảng ly hôn đó thì tại mình cũng có khoảng cách rồi mình mới dẫn đến ly hôn. Cái chuyện đó xa quá cô, không đào tao sâu vô tới nữa. Dạ. Còn gì không con? Dạ thì cái điều thứ hai á là mẹ con rất thích đi du lịch. Thì con thấy công việc của chú á thì nó cũng không có mất thời gian, thì nếu mà được á thì chú có thể đi du lịch với mẹ. Okay. Dạ thì con chỉ có y vậy thôi, còn như mà ví dụ như nhà lầu xe hơi thì có thì càng vui, còn không có thì cũng không sao. Nhưng mà giờ chú là còn có con trai luôn đúng không? Chú còn ha, con trai mới 15 tuổi à. Dạ. Rồi bây giờ chú bỏ chú đi với mẹ là con phụ lo cho thằng em á được không? Dạ nếu mà được như vậy thì con vẫn lo được mình. Đó, trời ơi quá dễ thương luôn. Nói vậy thôi chứ con trai thì tấm lòng với mẹ như vậy ha là quá quý rồi. Giống như cô với con cũng là người ngoài thôi con. Dạ. Ngoài cuộc cái câu chuyện tình dạ. của người ta thì cô với con mình ngồi ở ngoài mình thấy có ý kiến gì sáng rồi mình chia sẻ. Nhưng mà cái quan trọng chính vẫn là hai cái nhân vật này. Dạ. Họ có cái gu họ phải nhau không? Họ nhìn họ có vừa con mắt nhau không đúng không con? Dạ. Bây giờ họ không vừa mình nói cũng không được, mà họ đã vừa mình bàn ra cũng không được, đúng không con? Dạ đúng rồi. Rồi thôi giờ con nói gì câu với mẹ, chúc mẹ gì đi rồi rồi mình coi ra để coi tiếp. Thì con nói với mẹ chú, với chú một câu là thí dụ như hai người có thể thay đổi được quan điểm thì cho nhau một cơ hội. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn con trai nha. À, cảm ơn con nhiều. Dạ. Rồi đó, con trai nói quá rõ ràng, quá mạch lạc rồi. À. Thì dù sao nữa con nó cũng có gia đình rồi, nó hiểu. Hiểu rồi. Hiểu được dạ, rất là thương mẹ. À, con trai thì ít có bài về tỏ tình cảm với mẹ, nhưng mà khi con nói vậy là con cũng rất là tâm huyết rồi. Ăn thua cũng là bậc làm cha làm mẹ, thì bây giờ em cũng chia sẻ lại quan điểm của em là mình lớn hết rồi, tự mình quyết định. Ở đây thì chương trình hay Cát Tường cũng chỉ cho anh chị cái cơ hội gặp nhau thôi. À, chứ muôn vàng con người làm sao mình có cái duyên gặp nhau được. Hai anh chị đã là người trưởng thành, người đã từng gãy đổ trong hôn nhân, người cũng đã mất mát trong cuộc sống đủ thứ hết, thì mình tự hiểu là mình muốn cái gì. Nếu cảm thấy được thì mình cho nhau cơ hội mình tìm hiểu thử, còn mình cảm thấy không được thì thôi, cái đó cũng quyền của anh chị nha. Trước khi bấm nút, anh còn muốn nói điều gì với chị? Rồi em mời hai anh chị, anh nói trước chị nói sau. Hôm nay tới đây chắc cũng là một cái cơ duyên, thì mình đăng ký với nhau bao nhiêu cả ngàn người, đây là cũng một cái cơ hội tốt. Thì anh nghĩ đây mình cứ cho nhau một cơ hội, mình tìm hiểu nhau, rồi còn những cái điều gì không phải là mình nói nhau. Thì giờ em cũng nói thôi, tại vì mình cứ cho nhau cơ hội rồi mình tìm hiểu nhau sao, chứ mới có vài phút mà sao tìm hiểu được. Dạ. Sống nhau mấy chục năm còn phải ly dị mà. Dạ đúng rồi, sống mấy chục năm còn ly dị. Đúng rồi, nếu mà anh thua là mình thấy mình được thì mình cứ cho cơ hội thôi, quyền của anh chị nha. Sau 3 tiếng đếm một Cát Tường, nếu mà mình đồng ý mình muốn cho nhau, dạ, mình đồng ý mình muốn hẹn hò với nhau thì mình bấm mạnh vào cái nút đó. Còn mình cảm thấy không có duyên hay là người này không phải đối tượng mà tôi tìm kiếm thì mình có quyền lấy tay ra. Dạ, em mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi em mời hai anh chị đứng lên ạ. Trước tiên là em gửi tặng chị một món quà của chương trình để làm đẹp ha. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Thời gian đi du lịch đánh son, tô son điểm phấn cho nó đẹp. Bây giờ nắm tay nhau anh thấy sao anh? Rung rung mấy chục năm rồi. Chị cảm nhận sao chị? Chị bình thường. Chưa có biến điện nào hết trơn hả chị? Chứ bình thường thôi, có gì đâu, có điện. Bây giờ chị mới bình thường, anh làm sao cho chị có điện? Bây giờ anh xin phép chị cho hung má chị một cái. Thôi, hung một miếng đi, không biết. Lúc nào thì được. Lúc nào? Đúng rồi, người ta để... Lúc lập đó. Đúng rồi, để chút cái giờ này lớn rồi. Mình phải chạm nhau một cái kỷ niệm nắm ngày. Nắm tay rồi chạm rồi. Vậy thì hôn nhiên ở đâu Long An lên thành phố mà thành phố. Hôn đi. Anh chị giờ chưa coi chương trình. Chương trình mà bấm nút là phải hôn nhau. Vậy nãy thì chị không bấm nút sao? Không bấm nút thì không hôn. Còn bấm rồi là phải hôn. Còn không hôn là nói mình phải xạo. Không diễn. Đúng rồi. Anh hôn sao đi. Trời ơi, nhăn mặt cái sợ luôn vậy. Hôn có bầu đâu chị ơi, đừng có lo, khổ ghê vậy á. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn em chúc anh chị là nắm tay chưa gì buông rồi
Em chúc cho anh chị là luôn được nhiều sức khỏe nha. Rồi em chúc cho anh chị là cố gắng, nếu phải duyên thì mình vun đắp cho nhau, mình trở thành một cái đôi bạn để mình cùng nhau đi một cái chặng đường dài phía trước. Dạ, cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, hôm nay bà mối Cát Tường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi ạ. Khi mà mai mối cho những cặp đôi mà họ đã từng trải qua những cái gãy đổ, những cái đau khổ, những cái mất mát trong hôn nhân thì trách nhiệm của Tường rất là lớn. Bởi vì Tường mong muốn là họ sẽ tìm được một cái người bạn đồng hành với mình, giống như Tường cũng đang tìm kiếm vậy đó. Mình không kiếm được nhưng mình kiếm được cho ai mình rất là vui. Và Tường tin rằng là cái niềm vui đó cũng lan tỏa đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này. Thời lượng của chương trình đã hết rồi quý vị.